Chào, mình là Chad. Và mình nghèo sơ sát. Nhưng mà mình không thể để bạn bè của mình biết được. Vì họ mà biết thì mình sẽ phải nhập hội kẻ thảm hại mất. Vì vậy nên cậu phải giữ kín miệng nha. Thành giao. Chào Chad. Chào Barbara. Ồ, xin lỗi. Đây là Barbara. Và mình cảm nắng cô nàng sâu nặng. Barbara, nhìn cậu thật sang chảnh. Suýt thì quên. Các cậu thích ai hơn? Nếu là Barbara thì like video. Còn nếu là mình thì để lại bình luận nha. Để xem ai nổi tiếng hơn nào. Tiết học bắt đầu rồi. Trật tự nào. Các em viết chủ đề mới nè. Em đã sẵn sàng. Laptop. Dễ thương đấy. Còn cặp mình có gì ta? Rác. Bàn chải đánh răng cổ đại. Kính. Bút nhớ. Chẳng có gì. Mình có ý này. Vẽ quả táo lên mắt kính. Tèn tèn. Đây rồi, khởi động ở đây. Phóng to màn hình. Chat, cậu làm gì vậy? Mình lướt bản tin, xem thời tiết và viết ghi chú thôi. Đây là kính ảo siêu mới đấy. Cô rất vui cho em Chat. Nhưng trong giờ thì không được gian lận đâu. Phiếu đợi rồi. Đáp án gì đây ta? Tính mãi không ra. Là B. Em xong rồi. Các em nộp bài đi. Cảm ơn. Mong là mình đoán đúng. Điểm như sau. Barbara xuất sắc. Chat, một con ém. Thôi nào, tại sao chứ? Mình đúng hết. Cậu không sao chứ? Chắc là vậy. Chat, điểm của em tệ quá. Barbara, giúp Chat học để đạt điểm cao nha. Giúp anh chàng. Không thành vấn đề. Chat, đến chỗ cậu học toán thôi. Hả? Chỗ nào? Đến nơi rồi. Wow. Ấn tượng đấy. Oops. Tụi mình vào ha. Tất nhiên. Nhưng vấn đề là mình toàn quên đâu là chìa khóa cổng. Đây là chìa khóa xe. Đây là biệt thự khác. Ồ, cổng có khóa đâu. Sao bây giờ? Kiểu tay mình đau quá. Đi đâu đây? Câu hỏi hay đấy. Cứ thẳng tiến. Đi tiếp nào. Họ lạ hay vậy? Ồ, họ. Cậu biết mà, ba mẹ của mình. Rất vui được gặp hai bác. Con chào ba mẹ. Có gì mới không ạ? Hả? Hả? Cảnh sát. Mọi người hò hét gì vậy? Mọi chuyện ổn chứ? Cũng gần như thế. Ý mình là thật sao? Cảnh sát. Thôi chào ba mẹ. Hôm nay họ không muốn đi chơi. Chắc là lần khác vậy. Phiêu, suýt nữa thì. Tụi mình học bên ngoài nha. Ý hay đấy. Được rồi, câu hỏi đầu tiên. Cô xin là gì? Chính là tỷ số giữa cạnh kê và cạnh huyên. Hiểu rồi, mình đói meo. Phục vụ. Khoan, cái gì? Đồ ăn đây ạ, hàu tươi. Ngon chảy nước miếng. Ghê quá đi. Tự nhiên đi, ngon cực luôn. Ừ, cảm ơn. Đợi mình một chút. Mình tiêu rồi. Ghê chết mất, ổi quá đi. Ôi thôi, không hay rồi. Chiếc túi. Chiếc hộp. Có còn cách nào nữa đâu. Cậu về rồi. Ăn nữa ha. Mình đủ rồi, cảm ơn nha. Có tiếng em bé khóc sao? Có lẽ vậy. Cái gì? Có kẻ sẽ biết tay ta. Tụi mình mau đi thôi. Đến nơi rồi. Bài tập cho em đây Barbara. Cái gì đây? Câu đố hả? Đầu mình rối tung rồi chắc. Cậu giúp mình với. Chắc chắn rồi. Nhưng đó nghĩa là gì ta? Các cậu, mình không thể tự làm xấu mặt với Barbara được. Nhanh lên, bình luận đáp án xuống dưới đi. Làm ơn đi. Thế cậu nghĩ ra chưa? Đợi một chút. Xong rồi. Sao mình không nghĩ ra ngay từ đầu nhỉ? Cảm ơn nha. Đa tạ. Thiệp mời dự tiệc. Mong là Barbara sẽ đồng ý khi mình mời cô nàng. Lò chết mất. Xong rồi ạ.
Làm tốt lắm Ellie. Xuất sắc. Yeah. Chờ một chút đã. Có một lỗi nhỏ. Đây nè. Hả? Không, dấu trừ ngu ngốc. Tại mày hết đấy. Ôi không, cô nàng sẽ mở ra lối vào căn phòng bí mật của mình mất. Em phải được A cộng. Kìa Ellie, xem căng thẳng quá vậy. Bình tĩnh lại đi mà. Đây, lau nước mắt đi. Phải đừng chạm vào cái bảng nha. Thiệp mời dự tiệc cho mình. Mình nhất định sẽ đi dự tiệc cùng cậu Jack. Mình tiêu rồi. Jack, cùng nhau tới buổi sale đại gia đi. Có mỗi hôm nay là giá đắt hơn mọi khi thôi đấy. Wow. Trên cả tuyệt vời. Oh wow. Cậu thấy không? 100.000 đô. Phải mua ngay thôi. Khoan, cái gì cơ? Ôi không. Đây là gian hàng giảm giá nè. Ai mà chẳng thích giảm giá chứ. Mình sẽ gắn một đống nhãn hiệu lên chiếc áo này. Thế là xong. Quên không bỏ tem giá xuống rồi. Đẹp đấy Chad. Anh định mua cái này sao? Tuyệt lắm. Giá nào của nấy mà. Ôi không, chiếc áo phong này đắt lắm. 10.000 đô. Không đâu, sao đắt thế được. Được đấy, đưa cái áo đây. Dừng. Cảnh sát. Chuồn mau thôi. Chăm sóc khách hàng tệ ghê. Nhưng mình vẫn cần cơm lê để đi tiệc. Đồ của ông cố. Chắc là sẽ tìm được gì cho mình thôi. Áo phong. Nhãn hiệu. Ông ơi, ông đang đùa cháu sao ạ? Chẳng hài hước gì hết. Ước gì ông sẽ giúp. Ồ, bộ cơm lê. Cái gì? Thật sao? Chỉ là trò đùa thôi. Không, không mặc bộ này đâu. Ồ, ồ, mình cởi không được. Cứu. Tin nhắn. Từ Barbara. Gặp cậu ở lớp ha. Không phải chứ. Kẹo cao su ưa thích của mình. Đây là gì ta? Mã QR. Để xem nào. Wow, gum. Kênh mình thích đây mà. Họ đúng là siêu phẩm. Tiếng động gì vậy? Chat, cậu đang làm gì thế? Không có gì. Vậy bộ đồ gì đây? Ờ, mình đang chuẩn bị cho buổi kịch thôi. Mình có một vai trong màn kịch Romeo và Juliet. Chat, mình sẽ làm Juliet. Tuyệt quá phải không? Ôi không. Tụi mình tập cảnh hôn ha. Đáng yêu ghê. Đi thôi nào. Chúc may mắn ha. Thật là kinh khủng. Hả? Còn có mỗi một tiếng. Phải chuẩn bị nhanh thôi. Bộ đồ này cởi không được. Nên mình sẽ làm cách khác vậy. Mình sẽ làm mặt nạ lễ hội bằng miếng bìa cát tông này. Xong rồi. Chat, cậu đi dự tiệc với mình nha. Tất nhiên, mình sẽ đi mà. Chat, cậu sẽ đi với mình cơ mà. Với cậu. Ha, nhìn lại mình đi. Đúng là đồ điên. Thảm chưa kìa. Sao lại thế chứ? Ellie, Barbara, đi nào. Không. Phải tìm Ellie thôi. Cô nàng đâu rồi ta? Có ai đang khóc? Hay là Ellie đang trốn ở đây? Không, sao có thể. Cậu đây rồi Ellie. Ellie đừng buồn mà. Đời còn dài, trai còn nhiều. Tiếng động gì vậy? Nó phát ra từ đây. Phải kiểm tra xem sao tấm bảng là gì thôi. Chat, anh chàng đang làm gì vậy? Vào xem thôi. Đây là đâu ta? Để mình giải thích. Mình đã giả vờ là người giàu. Vương miện này tặng cậu. Làm ơn tha thứ cho mình nha Ellie. Ồ, cảm ơn cậu. Còn hoa này tặng cho cậu. Xin lỗi vì đã lừa cậu. Chat,
dù thế nào thì cậu vẫn là tuyệt nhất. Thật sao? Mình có ý này, cùng làm rạp phim cho riêng mình ở đây nha. Xin lỗi. Này, ma mới, nhìn xem cậu làm cái gì nè. Mình xin lỗi cậu nha. Này, để mình giúp cậu. Ôi, học sinh mới à. Thật ngại quá. Nè, cẩn thận đó. Các em à, vào lớp nào. $1,000, cộng $1,000 là bao nhiêu? Bao nhiêu ta? Mình sẽ đếm ngay bây giờ. 100, 200 là 2,000. Đúng thế. Mình cũng sẽ thử đếm tiền. Nhưng mà mình chỉ có tiền xu thôi. 1, 2, 3. Thứ kỳ lạ kia là gì vậy? Mình muốn mua những đồng tiền nhỏ này. Cho cậu một nửa nè. Cảm ơn nha. Chắc là phụ kiện đó. Lạnh nhỉ? Đẹp quá đi à. Tiếp là những em ấy không ăn được. Kết quả là 2,000 nè. Đúng rồi, viết kết quả lên đi nào. Em làm tốt lắm. Ai mà xin vậy ta? Ú, là mình chứ ai. Mình biết chứ. Xoay camera lại nào. Các em ấy hài hước thật. Những thanh ngang ở đâu ra vậy? Hoang mang thật. Các em sẽ làm bài kiểm tra nha. Bắt đầu nào. Bút của mình đâu rồi ta? Cầm lấy nè, còn lâu nha. Mình chỉ dùng bút bằng vàng để viết mà thôi. Một thanh, thêm một thanh nữa. Không phải những cái này. Cuối cùng thì hộp đựng những cây bút yêu thích của mình. Mình dùng được không? Được chứ, cảm ơn. Bút bằng vàng giúp chúng mình làm bài nhanh hơn nhiều. Tập trung nào. Hôm nay các em làm bài kiểm tra nữa nha. Tiếc thật, cô ấy chẳng có đến một cây thước chỉ nữa. Quà cho cô đây nè, một cây mới đó ạ. Cảm ơn các em. Các em thật chu đáo mà. Có một viên ngọc đỏ nè. Nặng quá đi, mình không thể nhấc lên nổi. Mình cá là cô giáo không thể nhấc nổi đâu. Mình sẽ nhấc lên bằng mọi giá. Được rồi nè. Ồ, chắc đau lắm ha. Một bài kiểm tra khác. Mình không hiểu đáp án nào đúng ta. Không giải được à. Mình sẽ giúp cậu nha. Mình sẽ hôn vào tay cậu. Không, là tài liệu đó. Cái gì? Cô Jennifer à, các cậu ấy dùng phao kìa. Ở đâu hả? Chỉ là chiếc nhẫn thôi mà. Ồ, dễ thương đó chứ. Brenda, sao em lại nói như vậy? Thấy rồi chứ, chỉ là chiếc nhẫn thôi. Kim cương xuất phát từ một từ có nghĩa là không thể phá hủy trong tiếng Hy Lạp cổ đại. Nó là một dạng hình thù lập phương của carbon. Chán quá, mình sắp xỉu luôn rồi nè. Ngủ như thế này sẽ thoải mái hơn nhiều đó. Hả? Các cậu ấy đang tán tỉnh nhau à? Được thôi. Chào cậu, giấc mơ gì thế này? Yay, đến giờ giải lao rồi. Đó là tiếng chuông à. Đến lúc chơi rồi đây. Kích hoạt quả địa cầu disco thôi. Wow, tiệc tùng thôi nào. Thật không thể tin được. Vui quá đi thôi. Các cậu muốn học ở ngôi trường của chúng mình chứ? Hãy nói mình biết ở phần bình luận nha. Và ông già Noel tặng mình một hòn đảo đó. Cho cậu giấy ăn nè. Cất nó đi đi. Mình phải đi thay đồ thôi. Tủ của mình đây rồi. Chào cậu Anthony. Trông cậu ghê quá đi mất. Mình sẽ tìm một bộ đồ thật hợp mốt cho cậu. Đồ cậu cần đây rồi nè. Đừng quên phụ kiện này nha. Chúc may mắn. Cậu ấy đang làm gì vậy ta? Là kẹp bìa hả? Mình có ý này nè. Cho cậu đó. Mình hả? Cảm ơn nha. Chán chết đi được. Wow, là kim cương và cá vàng nữa. Đẹp quá đi nè. Wow, nhưng chỉ là hàng giả mà thôi. Mình thích lắm. Cậu tuyệt quá đi à. Là hôn gió đó. Em nào trả lời được nào?
Ồ, điện thoại của cô reo. Chào Justin. Hả? Wow, chiếc ốp lân độc đáo thật ha. Tụi em cũng muốn chụp hình nữa. Tránh ra đi, cô bận lắm. Ảnh đẹp đó chứ. Mình khác quá. Mình muốn một ly mocktail mát lạnh. Wow. Mình cũng muốn nữa. Mình rót nước và mình nhận lại. Nước ư? Mocktail đâu rồi ta? Có gì đó sai sai. Mình tin tưởng cuốn nhật ký vàng với tất cả bí mật của mình. Cậu ấy đang làm gì vậy ta? Gửi nhật ký. Mình rơi vào lưới tình với anh chàng đẹp trai nhất hành tinh mất rồi. Mình sẽ hoàn thành sao vậy? Hay lắm, mình đã có cuốn nhật ký. Cô Jennifer à, đây là việc mà Barbara làm trong lớp học đó ạ. Lãng mạn quá đi. Nhật ký của mình. Gì thế kia? Cô đợi phần tiếp theo nha. Vâng ạ. Cậu ấy lại tiếp tục may mắn. Nhiệm vụ lần này chính là vẽ chân dung các em lên tờ tiền nha. Hả? Có lẽ mình sẽ dùng đến em nó. Nhiệm vụ khó thật đấy. Không, mình có ý hay hơn đây nè. Mình sẽ luôn trên tờ tiền với chiếc gương tiền này. Brenda, cái gì vậy em? Nhìn nè cô, cô đang trên mặt tờ tiền đó. Xong rồi. Mình vẽ xong luôn rồi nè. Học ở ngôi trường triệu phú, lúc nào cũng vui hơn triệu lần cả. Xem đơn đăng ký, điền điểm vào. Chọn phương pháp thay thế. Tiếng gì đó? Chắc mình nghe nhầm thôi. Coi chừng đó. Chúc mừng năm mới. Nghỉ lễ vui vẻ nha. Nhớ bung lụa trong kỳ nghỉ đông đó. Nghỉ đông rồi. Yeah. Bye bye. Cô sẽ nhớ mấy đứa lắm. Chờ đã. Có ai vẫn còn trong phòng học à? Ma cà rồng. Người băng. Và búp bê Squid Game. Hả? Tránh ra. Hả? Mấy em viết sai hết trơn rồi. Colette phải viết là E nha. Các em không giỏi viết à. Ngồi xuống đi. Mình học thôi. Học ư? Thôi được. Em làm xong rồi. Để cô kiểm tra. Em đói quá. Ô không, máy của mình. Tóc tai là rối mù rồi. Làm sao mà sửa được đây? Em cần gì à? Không sao đâu, cô Jennifer. Hãy chơi kéo co nào. Yeah. Với cô Jennifer. Hả? Cô hả? Cũng được ha. Nghe vui đó chứ. Nào, kéo đi. Ta phải thoát ra. Mình phải sửa sang lại móng tay thôi. Hả? Xem cánh tay kìa. Hả? Oh! Trò chơi kết thúc. Sao cũng được. Các em làm bài kiểm tra nha. Thời gian bắt đầu. Búp bê có học kìa. Này, cho mình xem với. Cậu vừa nói gì à? Ờ, lạ nhỉ. Này, cho mình biết câu trả lời đi. Hả? Xem bài. Đừng có cử động. Kỳ lạ ghê. Xích nữa thì. Giúp mình với. Cho mình xem bài với. Họ sao thế này? Ô, hiểu rồi. Mình chỉ cần nhắm mắt lại thôi. Ô, cảm ơn nha. Nè, còn mình thì sao? Chúng ta sẽ giải phương trình nha. Này, mọi người lại đây. Lại đây. Nào, lại đây với mình. Đây là kế hoạch trốn thoát.
mình đang ở đây, nên mình sẽ đi qua bên đây nha. Yeah, kế hoạch tuyệt vời. Tự do ơi. Oops. Ăn mừng sớm quá ha. Kế hoạch của em xịt rồi. Cô mình lạnh lùng quá. Mình cần cây bút. Ồ, cậu có dư nè. Cậu lấy bút của mình rồi. Cho mình mượn nha. Không ai được đụng vào đồ của mình hết. Mình tạo kiểu gì đây nhỉ? Wow, cuộc chiến giữa nước và lửa. Nước đúng là thứ mình cần rồi. Đây chính là kiểu tóc hoàn hảo. Hả? Đừng có phá nữa. Bút của cậu đây nè. Đứng yên, mình sẽ uống máu của cậu. Cậu ấy đông lại rồi, mình sẽ rã đông cho. Thích quá đi. Nhưng hơi đó thì đâu ra vậy? Mình có ý này, hãy trốn ra đi. Hả? Ồ, đi thôi. Ảnh chiếu của mình. Ồ không, nó bốc hơi cả rồi. Này, mình không thấy gì hết. Cửa ở đâu vậy? Hơi dày quá đi. Theo cô nào. Cô sẽ dẫn đường cho. Cô cũng sẽ làm bay hơi luôn. Cô làm thế nào ấy nhỉ? Hả? Chúng ta ngồi vào bàn học rồi. Mình buồn ngủ quá đi. Mình sắp thiếp đi rồi. Wow, trong khi cơ thể mình đang ngủ thì mình có thể trốn ra nè. Hả? Em ấy đi đâu nhỉ? Được thôi, mình cũng sẽ ngủ luôn. Tốt lắm. Nhanh cái chân quá nhỉ. Vào bàn nhanh lên. Cô đang nhìn đó nha. Ồ, đổ sông đổ biển hết trơn rồi. Cô Jennifer, cô muốn xem ảo thuật không? Cũng được. Đây là cái cây. Ủa, nó mất tiêu rồi. Wow, tuyệt vời. Hoan hô. Cũng không có gì đặc sắc so với mấy thứ cô từng xem. Một lần nữa. Này, giúp mình với. Chú ý. Ba la. Bùm chiêu. Wow, hay thật đó nha. Cô sẽ thích trò tiếp theo cho mà xem. Cuộc biến mất ngoạn mục. À, em gọi đó là ảo thuật à. Ai lại đi đóng cửa vậy? Đưa cô tắm áo choàng. Mấy đứa, ra đi. Chào. Ngồi xuống đi. Mình học tiếp thôi. Trúng đích. Này, dừng lại đi. Có phải mình đâu. Mình sẽ không trượt đâu nha. Yeah. Đủ rồi đó. Cậu tự chuốc lấy đó nha. Công lý đã được thực thi. Mùi gì thế nhỉ? Hả? Thật đấy à. Các em định ăn ở đây luôn à? Vâng, đến giờ ăn trưa rồi. Ồ, thôi được. Cô cũng đang đói. Mấy em nướng kẹo trắng cho cô nha. Dạ. Wow, nóng quá à. Cảm ơn nha. Cái máy làm cho mình khó chịu quá đi. Mình nên làm gì đây? Ước chi mình có thể nhìn được chính mình ở góc nhìn khác. Này, người băng, cậu giúp mình tạo kiểu tóc nha. Hả? Được chứ. Nice. Cảm ơn nha. Trông hợp với mình lắm á.
Chắc là vậy. Mình đói quá. Mình biết nên ăn gì rồi. Mình lỡ làm đông cậu ấy lại rồi. Sẵn cậu cầm túi giúp mình nha. Mấy em viết bài luận nha. Làm tốt lắm, ma cà rồng lại làm biến nữa rồi. Sao em lại tự soi mình trong gương nữa rồi hả? Mình phải làm gì với em ấy bây giờ đây? À phải rồi, búp bê voodoo chưa bao giờ làm mình thất vọng. Em nghĩ thế nào về kiểu tóc này nè? À chuyện gì thế này? Máy của mình. Hả? Viết bài luận đi, rồi cô sửa lại cho. Em làm ngay đây. Rất tốt. Chào, đây là nơi mình chụp ảnh kỷ niệm đúng không ạ? À? Em vào đi. Cứ sợ là không kịp giờ chứ. Mọi người nói cheese nào. Lại gần chút đi. À, cứu với. Cứu mình với. À, cứu. Em ấy bị gì vậy ta? Mặt nạ làm em ấy sợ à. Cảm ơn nha. Nhóm các em tuyệt lắm đó.